muốn gọi tên mình bằng tiếng Triều Tiên thì gọi là Phong Dongji. Đó, đây có nghĩa là từ đồng chí về việc tiêu dùng nha mọi người. Tiêu dùng thì ở đây vẫn sử dụng tem phiếu làm dịch vụ để giao thương. Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Và phía sau lưng mọi người đây là tháp Khải Hoàn Môn, một trong những Khải Hoàn Môn lớn nhất trên thế giới. Và đây rất hiếm hoi khi mà mình được tiếp xúc với người dân cũng như là đi dạo phố như thế này. Tuy nhiên thì phía bên tay phải của các bạn vẫn có một người luôn quan sát theo dõi mình và sẵn sàng xóa những khung hình, những hình ảnh mà được cho rằng là không được đẹp lắm. Và bây giờ thì mình đang đi dạo và mình hy vọng rằng sẽ tiếp xúc được người dân và trò chuyện được biết hơn về cuộc sống của người dân ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng như thế nào nha mọi người. Đây là trung tâm ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng. Mọi người sẽ quan sát góc phải màn hình của mình, mọi người sẽ thấy được cái cũng hình ảnh của người dân đang đi làm. Ở phía trước mọi người là một cái lối đi tàu điện ngầm. Đây là một trong những cái khoảnh khắc rất là hiếm mình mới được phép đi ra ngoài cũng như là tiếp xúc được người dân. Từ hôm qua đến giờ thì gần như là bị kiểm soát tất cả hình ảnh cho đến cái việc đi lại. Ở phía sau lưng mình vẫn có người kiểm soát nè mọi người, nhưng mà mình đang cố gắng mình quay cho mọi người xem được cái hình ảnh những đứa trẻ, người lớn và cuộc sống nhộn nhịp ở ngay tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên như thế nào. Phần lớn người dân Triều Tiên sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại. Và rất nhiều người ái ngại khi bắt gặp mình và họ luôn né tránh khi thấy mình ghi hình. Đây là một cái khu phố tương lai nằm tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Khi gặp người nước ngoài, mọi người đều né tránh và bỏ chạy. Xa xa phía tay phải của cả nhà là một kiosk. Đây là một cửa hàng mua bán bằng tem phiếu. Ở trong mắt mình thì việc tiếp xúc người dân cực kỳ khó. Việc đi lại của mình hoàn toàn bị kiểm soát cực kỳ chặt. Chỉ cần chụp ảnh, ghi hình những hình ảnh mà được cho rằng xấu xí đối với Triều Tiên thì sẽ được yêu cầu xuống ngay lập tức. Bây giờ thì mình đi ngang qua dòng sông có tên là Đại Đồng. Và phía xa xa mọi người, đây là một cái khu phố có tên là khu phố Tương Lai, nơi mà có rất nhiều tòa nhà chọc trời. Ở Triều Tiên thì người dân không có internet, không có 3G. Vì vậy thì việc lên mạng rất khó khăn đối với người dân và kể cả mình. Gần như 100% người dân Triều Tiên khi bước ra đường thì đều mang trên người một huy hiệu, đó là hình ảnh của Kim Nhật Thành và Kim Chí Nhật. Đây là hai vị lãnh tụ mà người dân Triều Tiên cực kỳ kính mến. Kim Nhật Thành là ông nội của Kim Jong Un, còn Kim Chí Nhật là ba của vị lãnh tụ Kim Jong Un. Khi đến Triều Tiên thì mọi người cần lưu ý chụp ảnh trước các tượng đài thì không được tạo dáng bắt chước hai vị lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Chí Nhật. Nhiều ngày có mặt tại Triều Tiên, mình nhận thấy đường phố ở đây không còi xe, không kẹt xe và rất nhiều người dân mỗi buổi sáng đi làm đều đi bộ thay vì đi phương tiện cá nhân. Ở đây thì hạ tầng giao thông tương đối tốt, đặc biệt đó là các phương tiện công cộng như là xe buýt điện hoặc là tàu điện ngầm. Ở video sắp tới thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người trải nghiệm tàu điện ngầm tại Triều Tiên. Xin chào cả nhà, bây giờ là 6 giờ rưỡi tối. Tuy nhiên thì bầu trời ngay tại Triều Tiên vẫn khá là sáng. Bây giờ thì mọi người đang bắt đầu trở về nhà, nghỉ ngơi. Ở Triều Tiên thì mọi người với nhau không gọi nhau bằng cái hai cái từ là anh em hay là bà con gì hết, hoặc là sếp lính, mà hoàn toàn gọi nhau bằng từ đồng chí.
Ví dụ như là mình tên Phong, muốn gọi tên mình bằng tiếng Triều Tiên thì gọi là Phong Dongji. Đó, đây có nghĩa là từ đồng chí. Có nghĩa là xã hội Triều Tiên họ không phân cấp tầng lớp và vai vế. Còn về việc tiêu dùng, nha mọi người, tiêu dùng thì ở đây vẫn sử dụng tem phiếu làm dịch vụ để giao thương. Đây phía trước mọi người là một chiếc taxi này. Taxi thì vẫn là bao cấp. Mọi người đi lại thì vẫn mua bán sử dụng bằng tem phiếu. Xa xa kia là tàu điện. Tàu điện nè. Đó, 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 xém tông nhau. Hên quá không sao. Đây là những chiếc tàu điện từ thời Liên Xô. Tuy nhiên thì đứng ở vị trí này thì mình cũng rất khó khăn để đứng gần với người dân và trò chuyện với họ. Phía xa xa các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều khẩu hiệu cũng như là những cái tòa nhà cao tầng. Đây là những cái tòa nhà mà chính phủ Triều Tiên cấp cho những người có công ăn việc làm. Đối với những cái hộ gia đình có vợ chồng thì sẽ được bố trí những căn hộ tầm từ 70 cho tới 120 mét vuông. Và ở đây thì hầu hết đều sử dụng phương tiện công cộng hoặc là xe đạp. Đây là một chiếc tàu điện thời Liên Xô này. Đó. Cuộc sống của người dân Triều Tiên dường như là rất chậm rãi và mọi người ít khi trò chuyện nói chuyện với nhau. Đi trên đường phố thì khá là yên tĩnh, dường như là có nói năng gì chăng nữa thì nói rất là nhỏ nhẹ. Mình cảm nhận những ngày qua ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng giống như là một cái thủ đô, một cái đất nước mà người dân nói chuyện với nhau thầm thì thôi và rất khó mình có thể nói chuyện với họ. Người Triều Tiên thì họ không giỏi về tiếng Anh, cũng không giỏi về ngôn ngữ thứ hai. Họ chỉ biết tiếng Triều Tiên và thi thoảng một vài người khá thì họ biết nói tiếng Hoa thôi. Đến với Triều Tiên thì nếu ai biết nói tiếng Hoa thì sẽ là một sự ưu ái rất lớn nha mọi người. Đây, mình cũng không biết rằng là những hình ảnh này sẽ kịp đăng tải đến cho mọi người hay không. Tại vì khi về sân bay thì mình sẽ bị kiểm soát tất cả hình ảnh và nội dung luôn. Người Triều Tiên khi đi qua những khu vực giao lộ hoặc nơi mà không dành cho người đi bộ, là xin lỗi, là những người không dành cho những người đi xe đạp thì sẽ phải dắt bộ. Giờ là gần 7 giờ rưỡi và mình bắt đầu đi ăn tối. Cũng giới thiệu cho các bạn biết là đây là chai bia của Triều Tiên. Nhìn về bóc dáng, màu sắc, vỏ chai bia rất giống với chai Heineken. Này, một loại chai thể tích nó bao nhiêu? 640 ml. Mình cũng vừa về khách sạn. Bây giờ là gần 9 giờ tối. Và phía trước các bạn đây là thủ đô Bình Nhưỡng. Để ý các bạn quan sát để ý thấy rất nhiều tòa nhà sáng đèn. Tuy nhiên thì khoảng sau 10 giờ thì tất cả thành phố chìm trong bóng tối. Lúc đó thì điện đường và điện các tòa nhà sẽ không bừng sáng như thế này nữa. Còn xa xa kia có một cái tháp đang sáng đèn mọi người. Đó là cái khách sạn 5 sao như một cái họa tiễn, xây kiến trúc với họa tiễn được khánh thành vào năm 2008. Đến bây giờ vẫn chưa đưa vào hoạt động vì vẫn chưa đủ kinh phí để mua các cái trang thiết bị nội thất bên trong các căn phòng. Tòa nhà này thì cao 104 tầng. Còn đây là truyền hình nè, truyền hình Triều Tiên nè. Mình sẽ chuyển kênh cho mọi người xem nha. Rất nhiều kênh truyền hình của Trung Quốc. Thank you.
선봉산에서 시작하여 구비구비 이 나라의 산과 도시를 감돌아 적시며 도동강이 흘러드는 수도.